chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát Thanh Truyền Đồng Nai, kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý như khẩn trương xây dựng văn bản triển khai luật đất đai 2024, kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 45 tỷ đô la Mỹ năm 2025, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Tiểu ban để rà soát các công việc, kết quả hoạt động của Tiểu ban, góp ý đối với dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, trước khi báo cáo Bộ Chính trị và trình Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa 13. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại phiên họp này, các thành viên tiểu ban tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo, báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030. Trong đó, phân tích đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực, cập nhật các diễn biến mới, bất thường của tình hình thế giới ảnh hưởng đến nước ta, đặc biệt là đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược, xung đột, v.v. Trong khi đó, nước ta cũng có những khó khăn, thách thức nội tại và phải xử lý các vấn đề phát sinh cũng như nhiều vấn đề tồn tại kéo dài. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên tiểu ban phân tích, nêu rõ hạn chế, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội, nguyên nhân chủ quan, khách quan của cả kết quả và hạn chế bao kinh nghiệm. Cùng với đó, các thành viên tiểu ban đề xuất bổ sung quan điểm, mục tiêu chủ yếu, nội hàm mới phù hợp với bối cảnh, tình hình, nhất là giải pháp đột phá để đạt mục tiêu cơ bản, có tính chất chiến lược. Phấn đấu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Hôm qua, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Định đã công bố quyết định số 889 ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Phạm Minh Chính phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trước đó, ngày 19 tháng 8 năm 2024, tại kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu đồng ý bầu đồng chí Võ Tấn Đức giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, người lãnh đạo cần phải có 4 phẩm chất: nhân, nghĩa, trí, dũng. Đặc biệt, cần phải phát huy yếu tố trí dũng để vừa tự tin sáng suốt về nhận thức, để quyết định, vừa bảo vệ đến cùng những đường hướng đúng đắn. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc trao quyết định cho đồng chí Võ Tấn Đức đã cho thấy trách nhiệm, thẩm quyền quan trọng của đồng chí đối với sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Võ Tấn Đức sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất để lãnh đạo sự phát triển vững chắc của tỉnh Đồng Nai, đảm bảo sự phát triển hiệu quả đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, đồng chí Võ Tấn Đức và Ban cán sự đảng, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh phải luôn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 đã đề ra. Tin trong tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Thống Nhất, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu một số ý kiến phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc đặt tên đường, phân chia tổ số nhà, việc triển khai chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố. Cử tri cũng bày tỏ bức xúc liên quan đến dự án khu dân cư A1, C1 tại thị trấn Dầu Dây. Về nội dung này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong xây dựng dự án này và chỉ rõ những vấn đề liên quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo giao Ban cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra kiểm tra,
Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra. Sắp tới, Ủy ban dân tỉnh sẽ có báo cáo cụ thể. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là vấn đề được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm. Quan điểm của tỉnh là đặt quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân lên hàng đầu. Đồng chí Thái Bảo mong muốn trong thời gian tới, các cử tri của thị trấn Dầu Dây tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hiến kế để đưa địa phương ngày càng phát triển hơn nữa. Riêng đội ngũ cán bộ, công chức phải hết sức nỗ lực, cố gắng giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Văn Phi hôm qua đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành, địa phương để thảo luận, đóng góp hoàn chỉnh nội dung nghị quyết và các quyết định mà Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành theo thẩm quyền để triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024. Theo quyết định số 1796 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết hướng dẫn thi hành những nội dung được giao tại các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tham mưu xây dựng một nghị quyết và 12 quyết định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành những nội dung được giao luật đất đai năm 2024. Đối với nghị quyết về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết để lấy ý kiến các đơn vị trước khi Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua. Đối với việc xây dựng các quyết định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024, Sở đã hoàn thành dự thảo quyết định, quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định quy định hạn mức giao đất nông nghiệp, quyết định quy định hạn mức đất ở, quyết định hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở ngành địa phương, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện các quyết định để Sở Tư pháp thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành trước ngày 15 tháng 9. Với nghị quyết chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Đồng Nai ngày mới sáng nay tiếp tục với các thông tin kinh tế đáng chú ý. Kinh tế số của Việt Nam đang tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ với dự báo sẽ đạt khoảng 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Sự mở rộng này được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế ổn định và sự gia tăng sử dụng các dịch vụ số trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, ngành thương mại điện tử của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về mức độ tham gia. Với nỗ lực không ngừng trong chuyển đổi số, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu chưa từng có. Báo cáo của Google đánh giá tốc độ phát triển kinh tế số Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp, cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Bộ Thông tin và Truyền thông ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5%, tốc độ phát triển kinh tế số của Việt Nam vào khoảng 20% một năm, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, hiện nay hơn một nửa các doanh nghiệp trên cả nước đã triển khai các kênh bán hàng trực tuyến. Trong đó, 44% số doanh nghiệp đã xây dựng các trang web, 58% số doanh nghiệp có bán hàng thông qua mạng xã hội và hơn 24% các doanh nghiệp đã tham gia các sàn thương mại điện tử. Đầu tư phát triển các kênh bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội, trên sàn thương mại điện tử, livestream đang là chiến lược được nhiều doanh nghiệp sản xuất triển khai thực hiện. Những kênh bán hàng mới này đang được xem là phù hợp với thị hiếu, tiếp cận khách hàng hiệu quả và nhanh hơn. Trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước nhập khẩu 91.637 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tính đến hết tháng 7 lại chỉ tăng chưa đến 1% so với 7 tháng đầu năm 2023. Điểm đáng chú ý là lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam tăng tới 17,2%, tương ứng với gần 11.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 74.600 chiếc, chiếm 80% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam. Nếu tính trung bình, mỗi ngày Việt Nam nhập về khoảng 355 chiếc ô tô con. Còn ô tô vận tải, lượng nhập về đạt trên 7.700 chiếc, giảm mạnh 31% so với cùng kỳ năm 2023. Thưa quý khán giả, liên quan đến vốn chính sách xã hội, theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, quan trọng, góp phần tích cực trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, các đơn vị trong toàn hệ thống tín dụng chính sách của tỉnh đã hoàn thành 93% chỉ tiêu cho vay của năm 2024. Đặc biệt, 11 trên 11 địa phương cấp huyện đều được đánh giá chất lượng tín dụng tốt. Bên cạnh việc đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, thì thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ phối hợp với các hội ủy thác tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo cái dòng vốn vay được sử dụng đúng mục đích, giúp cho người vay là đảm bảo những cái điều kiện để mà có thể vươn lên, thoát nghèo và ổn định trong cuộc sống. Tại cơ sở sản xuất trầm hương của chị Trần Thị Lành ở ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, nhờ vay được 80 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, chị đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích xưởng sản xuất trầm và máy móc thiết bị. Đến nay, cơ sở sản xuất trầm của gia đình chị đã hoạt động ổn định với doanh thu hàng trăm triệu đồng một năm và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Mới đầu này em mở xưởng trầm là nhỏ, từ năm 1 đến 2 người thôi, dần dần là mở rộng lên 5 đến 10 người. Em có mượn được nhà nước thêm 80 triệu, em mở rộng xưởng ra. Năm thu cho từng tháng lời được 2-30 triệu một tháng. Bên cạnh hỗ trợ vốn để hộ nghèo vươn lên, việc ưu tiên nguồn vốn để giúp giấc mơ an cư của người thu nhập thấp trở thành hiện thực cũng được Ngân hàng Chính sách quan tâm. Sau gần 10 năm phải ở trọ, chị Dương Thị Hạnh, giáo viên tiểu học ở thành phố Long Khánh, vừa chuyển về ngôi nhà mới thuộc sở hữu của mình. Để đứng tên ngôi nhà này, ngoài khoản tích góp 370 triệu đồng, chị Hạnh được Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai cho vay 520 triệu đồng, lãi suất 4,8%, trả trong vòng 25 năm. Trung bình mỗi tháng, chị chỉ phải trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng khoảng 4 triệu đồng. Qua tìm hiểu và qua thông tin của những chị ở trên trường cũng mua nhà ở xã hội, thì em cũng có tham khảo và được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách cho vay với lãi suất thấp và thời gian vay rất là dài, cho nên là em có cơ hội để được sở hữu cái căn nhà mang tên của mình. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có trên 27.400 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn chính sách với số tiền trên 1.100 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng số khách hàng đang vay tín dụng chính sách lên gần 127.000 trường hợp với trên 5.400 tỷ đồng. Chi nhánh tỉnh và các phòng giao dịch đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các sở, ban ngành, chính quyền các cấp tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nên chất lượng hoạt động và chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến nay là 11 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,21% trên tổng dư nợ, chỉ tăng 0,01% so với đầu năm. 168 trên 170 đơn vị cấp xã xếp loại chất lượng tín dụng tốt. Thứ nhất đó là tham mưu về công tác tập trung nguồn lực, tức là tăng cường nguồn lực cho cái hoạt động tín dụng chính sách xã hội, để tăng cường nguồn vốn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội để có nhiều người dân được tiếp cận cái tín dụng ưu đãi của nhà nước. Cái thứ hai đó là tăng cường cái công tác phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và các sở ban ngành, các cái tổ chức đoàn hội trong cái việc triển khai, làm sao mà để triển khai hiệu quả các cái chương trình tín dụng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai và các tổ chức chính trị xã hội phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh bằng hoặc thấp hơn so với năm 2023, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phân loại các trường hợp nợ quá hạn và nợ khoanh để có hướng giải quyết cụ thể và dứt khoát đối với từng trường hợp. Quay trở lại với các thông tin đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hôm qua, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã có buổi khảo sát thực tế một số trạm trộn bê tông nhựa nóng và trạm nghiền đá trên địa bàn thành phố Biên Hòa để xem xét cho chủ trương gia hạn cấp phép hoạt động. Qua khảo sát tại 4 cơ sở trạm trộn bê tông và trạm nghiền đá trên địa bàn thành phố cho thấy đây là các trạm đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động vì hết hạn cấp phép. Hiện các chủ cơ sở đang thực hiện tiếp tục làm thủ tục gia hạn thời gian hoạt động để phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa cũng như một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khu vực lân cận của thành phố Biên Hòa. Theo các thành viên đoàn khảo sát, với đặc thù của cơ sở trạm nghiền đá và trộn bê tông thì điều quan ngại nhất là dễ phát sinh tiếng ồn và bụi từ quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường,
Do đó, để có cơ sở xem xét, chấp thuận chủ trương, gia hạn cấp phép hoạt động, các chủ doanh nghiệp, cơ sở phải có sự đổi mới về máy móc công nghệ hiện đại, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đảm bảo môi trường. Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, thành phố Biên Hòa rất quan tâm hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, trong đó có các cơ sở doanh nghiệp cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm của thành phố, của tỉnh, cũng như dự án trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, chủ cơ sở doanh nghiệp phải đặt vấn đề đảm bảo môi trường lên trên hết, tránh tình trạng vì lợi nhuận trước mắt mà gây ô nhiễm môi trường trực tiếp cũng như lâu dài đối với người dân xung quanh nói riêng và môi trường sống nói chung. Huyện ủy Nhân Trạch đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua những nội dung chính trong chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 372 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho ý kiến góp ý đối với dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Lê Thành Mỹ đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở cần có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo về công tác nhân sự và báo cáo chính trị. Các cấp ủy cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội, đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, nhân dân, cán bộ lão thành, các chuyên gia về văn kiện đại hội các cấp, đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, các cấp ủy đảng cần phát huy tính dân chủ, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong công tác giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp, tiến tới tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Hội Đầu bếp Đồng Nai thuộc Hiệp hội Du lịch Đồng Nai đã tổ chức Ngày hội Đầu bếp năm 2024. Hội thi đã thu hút rất nhiều đầu bếp đến từ các nhà hàng, đơn vị du lịch trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt trong ngày hội đã diễn ra các cuộc thi rất ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của Đồng Nai. Sau một năm thành lập, Chi hội Đầu bếp Đồng Nai đã trở thành địa chỉ đoàn kết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để phát triển nghề bếp chuyên nghiệp, góp phần nâng cao vị thế ẩm thực Đồng Nai trong giai đoạn mới. Đồng thời tạo một cộng đồng đầu bếp để cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, chia sẻ thông tin về cơ hội việc làm cũng như kiến thức nghề bếp. Điểm nổi bật của ngày hội là hai cuộc thi về làm xô chiên phòng và nghệ thuật cắt tỉa. Mô hình của em theo chủ đề là tình yêu cặp đôi. Trong tình yêu có thể là có thêm gia vị của cuộc sống và màu sắc của cuộc sống. Em được giao lưu và học hỏi được rất nhiều của các bạn đi trước và sẽ cố gắng phát triển nhiều hơn về ngành nghề này. Tham gia thi bộ môn này có 12 thí sinh trong và ngoài tỉnh, có những học viên ngoại quốc. Các tác phẩm đều làm từ các loại trái cây, rau củ trông rất bắt mắt, mang tính nghệ thuật cao. Đặc biệt ở phần thi làm món xôi chiên phồng, 21 thí sinh đều là các học viên của hội đầu bếp. Tuy mới được học việc hơn 3 tháng, nhưng các thí sinh đều làm rất thành thục. Thưa quý vị, đây là cái khu vực mà các cái đầu bếp đang thực hiện thi món xôi chiên phồng. Đây là món đặc sản của tỉnh Đồng Nai. Thực hiện cái món xôi chiên phồng này thì trải qua khá là nhiều công đoạn. Riêng cái công đoạn chiên là mất hết khoảng thời gian là 10 phút. Xôi chiên phồng đã được chứng nhận kỷ lục châu Á về món ăn ngon. Món ăn này làm rất kỳ công, khó thực hiện nên trước đây rất ít người biết làm. Do đó, hội đầu bếp đã mở các lớp học miễn phí cho các học viên. Hội thi này mục đích để các học viên khẳng định rằng tay nghề đã đảm bảo, chất lượng sản phẩm sẽ được công nhận. Đồng thời, cũng để nhiều người biết đến xôi chiên phồng. Để món ăn này được lan tỏa rộng rãi, du khách đến Đồng Nai có thể thưởng thức món ăn này ở nhiều nơi khác nhau. Xôi mà được chất lượng á, là ở ngoài nó phải căng tròn, ở trong này nó phải còn một cái lớp nếp nếp mỏng để nó cán trong cái dưới cái lớp vàng ngoài á, là ở trong phải còn một cái lớp cơm của nó, mà phải ít thôi nha, không có nhiều nó sẽ động dầu, mà động dầu thì nó sẽ bị ngén. Theo Hiệp hội Du lịch Đồng Nai, việc quảng bá đến du khách về du lịch bằng nhiều hình thức, trong đó văn hóa ẩm thực cũng là một trong những đường dẫn làm truyền thông, giới thiệu về hình ảnh con người văn hóa Đồng Nai. Với một cái thông điệp của lãnh đạo tỉnh đó là Đồng Nai cất cánh cùng hàng không. Do vậy thì tôi cho rằng thì ngoài những cái việc mà bây giờ ai sẽ chuẩn bị cái gì thì bếp sẽ phải chuẩn bị các cái sản phẩm của bếp, du lịch chuẩn bị các cái sản phẩm của du lịch. Vậy thì chúng ta sẽ còn những cái gì chúng ta tiếp tục bổ khuyết làm sao để chuẩn bị cho một cái định hướng sắp tới. Cái ngành du lịch theo cái mục tiêu nghị quyết của tỉnh ủy nó sẽ đạt được một cái kỳ vọng. Tôi cho rằng đây cũng là một trong những cái chúng tôi muốn chung tay góp sức cùng với lại tỉnh nhà để làm sao du lịch thực sự trở thành một cái ngành kinh tế quan trọng.
Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng đang có định hướng làm sao có một bản đồ số về ẩm thực. Tức là sẽ có những địa chỉ để những người làm nghề bếp sẽ chuyển tải những văn hóa thông tin món ăn đặc sản của Đồng Nai đến du khách. Hàng năm, ngoài các chương trình này, thì từ nay đến cuối năm, Hội Đầu Bếp cũng sẽ thực hiện nhiều chương trình để thông qua các cuộc thi đó, góp phần phát triển du lịch Đồng Nai. Thưa quý vị, giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai có bước phát triển toàn diện, là động lực to lớn cổ vũ cán bộ, hội viên xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dạ vâng ạ, thưa quý vị, hướng tới Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Đồng Nai lần thứ 7 giai đoạn 2019-2024. Thời gian qua thì các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cũng như là đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Qua đó thì nhằm động viên cũng như là lan tỏa cho cán bộ hội viên tích cực thi đua tham gia mọi hoạt động phong trào của các cấp hội cựu chiến binh. Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai, các cấp hội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp hội, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu tỉnh lần thứ 7 giai đoạn 2019-2024. Để Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 được diễn ra thành công, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đại hội, trong đó tập trung phát động các mô hình hưởng ứng phong trào thi đua. Trong đó chúng tôi thấy nổi lên là chúng ta đã tổng kết đánh giá được cái việc tổ chức chỉ đạo, rồi tổ chức điều hành cái hoạt động thi đua, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các chủ trương giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua được giao. Nhiều cái mô hình hay, cách làm tốt, tạo cái tính lan tỏa khá rộng rãi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại hội lần này sẽ tập trung lan tỏa ý nghĩa sâu sắc về truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, phát triển trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh. Các hoạt động được tổ chức sẽ hướng đến cộng đồng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thực hiện cái khẩu hiệu nội dung thi đua được phát động trong năm 2019 với cái chủ đề là trung thành, gương mẫu, đoàn kết, đổi mới, thì các cấp hội đã bám sát cái nội dung phát động thi đua của Trung ương Hội, đề ra 5 cái mục tiêu thi đua, 40 tiêu chí để thực hiện cái đợt phát động và tổ chức cái thi đua trong cái lần thứ nhiệm kỳ này. Với tinh thần cựu chiến binh gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy kết quả của 5 năm nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh Đồng Nai ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2024, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Qua đó sẽ đề ra nghị quyết trong nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu cụ thể, tập hợp đoàn kết được đông đảo cựu chiến binh, tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Trên lĩnh vực giáo dục, thưa quý vị, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2024-2025, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm mới trang thiết bị giáo dục, tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ nhà giáo. Với sự nỗ lực của toàn ngành và sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bước vào năm học mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới tại huyện Định Quán. Năm học mới 2024-2025 đang đến rất gần. Trong những ngày này, cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường trung học cơ sở Thành Sơn, xã Thành Sơn, huyện Định Quán đang tất bật dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị bàn ghế, trang thiết bị dạy và học, các điều kiện tốt nhất để chào đón năm học mới. Được khởi công từ tháng 10 năm 2023, dự án công trình nâng cấp cải tạo trường trung học cơ sở Thành Sơn, xã Thành Sơn có tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên, do được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự án đã hoàn thành sớm hơn gần 2 tháng, nhằm kịp đưa vào sử dụng ngay trong dịp đầu năm học mới. Năm học 2024-2025, thì nhà trường được sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban huyện, phòng giáo dục và cho nâng cấp xây dựng 28 phòng
chức năng và phòng học. Thì mặc dù cái thời gian bàn giao thì cũng rất là gấp rút, tuy nhiên thì đấy cũng là một cái công việc rất là bề bộn để chuẩn bị. Nhưng nhà trường cũng được cái sự là đồng lòng của tập thể hội sư phạm nhà trường đã chung sức chung lòng ngày đêm, rồi lao động vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị các cái điều kiện tốt để phục vụ cho năm học mới 2024-2025. Trong không khí phấn khởi chào đón năm học mới, niềm vui của giáo viên trường mầm non La Ngà, xã La Ngà, huyện Định Quán dường như được nhân đôi vì năm học này các cô được giảng dạy, chăm sóc các bé trong ngôi trường đẹp như cổ tích. Từng nét vẽ, mảng màu tinh khôi còn phảng phất mùi sơn. Với mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục mầm non, dự án trường mầm non La Ngà được đầu tư xây dựng mới, có kinh phí xây dựng gần 43 tỷ đồng. Với quy mô 2 khối lớp học, 16 phòng, khối hiệu bộ, bếp ăn cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Năm học mới thì trường mầm non La Ngà rất là vui mừng đã được tiếp nhận cơ sở mới. Thì đây là cũng là một niềm vui chung của tất cả cán bộ công nhân viên nhà trường cũng như là phụ huynh và địa phương. Thì để chuẩn bị cho năm học mới này thì nhà trường cũng đã huy động tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên dọn dẹp, vệ sinh, như là tạo các cái môi trường xanh, sạch, đẹp. Giáo viên ở trong lớp thì cũng đang gấp rút chuẩn bị tạo những cái môi trường của lớp để đón các bé vào năm học mới. Với sự chủ động ngay từ sớm, từ xa, ngành giáo dục huyện Định Quán đã được các cấp chính quyền phê duyệt đầu tư nhiều công trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Trong số 37 dự án ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng, huyện Định Quán đã thực hiện 13 dự án, trong đó có 6 dự án lớn với kinh phí trên 280 tỷ đồng sẽ được hoàn thành trong năm học 2024-2025. 24 dự án còn lại chuẩn bị được đầu tư. Phòng giáo dục cũng đã tham mưu cho các cấp các ngành triển khai nhiều biện pháp và đã hoàn thành về xây dựng cơ sở vật chất, đưa vào khánh thành 3 công trình lớn trên 160 tỷ đồng. Và trong năm học mới thì phòng đã chuẩn bị về tình hình đội ngũ cũng giống như các địa phương khác là thiếu nhiều, tuy nhiên còn có những giải pháp khắc phục, hợp đồng thỉnh giảng và hợp đồng những giáo viên về hưu để đảm bảo kịp thời. Và trong dịp hè này phòng đã triển khai các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và cũng như là tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý về bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị hè. Mọi công việc thì phòng giáo dục cũng đã sẵn sàng và chuẩn bị cho năm học tới. Có thể nói, với sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục huyện và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội, cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn Định Quán ngày càng khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025, đặc biệt là đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lớp học tiếng Anh miễn phí do chi đoàn D31B3, Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức tại nhà văn hóa ấp 6, xã Trà Cổ, đang nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các em học sinh vùng sâu, vùng xa. Đây là một trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa mang tên Chiến dịch Hành quân Xanh của chi đoàn nhà trường đang diễn ra trên địa bàn huyện Tân Phú. Lớp học được tổ chức vào các tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần, kéo dài trong 21 ngày. Nếu như buổi đầu tiên lớp chỉ thu hút được 20 em ở trong xã, thì buổi thứ 2 số lượng đã lên gấp đôi, trong đó có cả những em ở các địa phương lân cận như thị trấn Tân Phú, Phú Điền đến học. Con tham gia lớp học này con thấy cảm thấy vui. Dạ các anh chị ở đây dạy vui hơn ở trường. Kiểu dễ hiểu mà thông minh hơn một chút. Mỗi mùa hè là con mong muốn là mấy chú tới đây dạy học cho mấy tụi con cho nó vui và thông minh hơn. Rất lâu rồi trẻ em ở đây mới có được những buổi tối mùa hè thú vị như thế này. Một không gian đầy ắp tiếng cười, học mà chơi, chơi mà học. Ngay cả những bậc phụ huynh đưa con tới lớp, dường như họ cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào đang diễn ra ở nơi đây. Chúng em phải nói là rất vui và tự hào khi mà ngay từ bữa đầu tiên và đây là chính là bữa thứ hai, nhưng sự tham gia của bác bé đã rất đông, nhiệt tình và các bé hầu như rất là háo hức với cái chương trình giảng cũng như là các trò chơi. Thông qua đây, chúng em không chỉ rèn luyện kỹ năng cho các bé về những từ vựng cơ bản, qua đó còn tổ chức một sân chơi rất là bổ ích để giúp cho các bé có một mùa hè thật là tuyệt vời cũng như là chào đón một năm mới với nhiều thành tích đạt được hơn nữa trong học tập.
kéo dài từ ngày 8 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2024, chiến dịch Hành quân xanh năm 2024 của Trường Đại học An ninh Nhân dân tại địa bàn huyện Tân Phú có gần 400 cán bộ, giảng viên và học viên khóa D31 tham gia. Ngoài hoạt động dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, còn có các hoạt động khác như dọn dẹp phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn, các phần việc công trình thanh niên, thăm tặng quà các gia đình chính sách, v.v.